Chào mừng cả nhà đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Chiến hạm Nhật, Australia diễn tập trên Biển Đông. Nhóm chiến hạm Nhật Bản, trong đó có tàu sân bay trực thăng Izumo, diễn tập cùng hải quân và không quân Australia trên Biển Đông. Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản GMSDF ngày 28 tháng 6 cho biết các chiến hạm nước này và hải quân Australia tham gia huấn luyện khoa mục tác chiến chống tàu mặt nước và phòng không trên Biển Đông. Cuộc diễn tập được tổ chức vào cuối tuần trước với sự tham gia của tàu sân bay trực thăng IS Izumo và khu trục hạm GS Samirat thuộc GMSDF cùng hộ vệ hạm HIMARS Ajax và một máy bay tuần thám B-8A Poseidon Australia. Thiếu tướng Kanahiro Nishiyama, chỉ huy đợt triển khai châu Á-Thái Bình Dương IBD-23 mà chiến hạm Izumo là một phần lực lượng tham gia, đánh giá quan hệ giữa GSMDF và Hải quân Australia là quan trọng. GSMDF sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Hải quân Australia nhằm cải thiện môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tướng Katahiro và Nishiyama nói, IBD-23 là đợt triển khai thường niên của GMSDF trong khu vực kể từ năm 2019. Ngoài tàu sân bay trực thăng Izumo, Nhật Bản đều khu trục hạm Samira, GS Shiranui, tàu đổ bộ GS Shimokita, họ về hạm GS Kumano và một tàu ngầm tham gia IBD-23. Chiến hạm Shiranui tuần trước tách khỏi nhóm chiến hạm tháp tùng tàu Izumo tới các quần đảo phía nam Thái Bình Dương. Khu trục hạm Shiranui ngày 24 tháng 6 tham gia diễn tập với tàu tuần tra RKS Tenoai của cảnh sát biển Kiribati. Tin tiếp theo, khí cầu Trung Quốc có thể gắn thiết bị của Mỹ. Kết quả điều tra cho thấy khí cầu Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ hồi đầu năm, sử dụng thiết bị của Washington để thu thập hình ảnh. Quân đội Mỹ hồi đầu năm bắn hạ một khí cầu Trung Quốc bay qua lãnh thổ nước này và thu hồi xác để phân tích. Wall Street Journal ngày 28 tháng 6 dẫn lời các quan chức tham gia quá trình cho biết khí cầu có gắn các thiết bị thương mại của Mỹ, một số có thể mua trực tuyến, cùng nhiều cảm biến và thiết bị khác của Trung Quốc để thu thập hình ảnh, video. Theo các quan chức Mỹ, phát hiện này củng cố suy đoán rằng khí cầu Trung Quốc hoạt động do thám, không phải khảo sát thời tiết như Bắc Kinh tuyên bố. Tuy nhiên, khí cầu dường như chưa gửi được dữ liệu thu thập trong 7 ngày nó bay qua một số khu vực ở Mỹ, Canada về Trung Quốc. Nhà Trắng, Cục Điều tra Liên bang và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Quân đội Mỹ hôm 4 tháng 2 đều tiêm kích bắn hạ khí cầu Trung Quốc đi vào không phận, khiến căng thẳng song phương leo thang. Washington cho rằng đây là khí cầu do thám tầm cao và triển khai tạo thu hồi xác khí cầu trên biển, chuyển đến phòng thí nghiệm của FBI ở bang Virginia để phân tích. Trung Quốc nhấn mạnh đó là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu, khí tượng bay lạc vào lãnh thổ Mỹ. Chỉ trích Washington đã hành động thái quá và nước này có thể thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Bản tin kế tiếp, mảnh vỡ tàu Titan được trục vớt. Mảnh vỡ tàu lặn Titan được trục vớt và đưa về cảng ở Canada, trong đó có thể chứa tất cả các mảnh thi thể của nạn nhân. Những mảnh vỡ từ xác tàu lặn Titan, trong đó dường như có phần mũi tàu và một bảng điều khiển, được đưa về cảng Esteghlal, Canada hôm 28 tháng 6. Pelagic Research, công ty Mỹ sở hữu robot điều khiển từ xa Odysseus được dùng trong quá trình tìm kiếm tàu Titan, cho biết hoạt động trục vớt của họ đã hoàn tất. Quá trình tìm kiếm và thu hồi xác tàu vô cùng nguy hiểm. Nhóm đã làm việc suốt ngày đêm, gần như không ngủ trong hơn 10 ngày. Phát ngôn viên Jay Homany của Pelagic Research nói, các mảnh vỡ từ tàu Titan sẽ được chuyển tới Mỹ để phân tích thêm. Tuần duyên Mỹ sau đó xác nhận có thể đã thu được các mảnh thi thể của nạn nhân trên tàu trong quá trình trục vớt. Vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự cố thảm khốc của tàu Titan, cũng như ngăn thảm kịch này không xảy ra lần nữa. Jason Neuber, trưởng nhóm điều tra về sự cố tàu Titan của Mỹ nói, tàu lặn Titan mất liên lạc từ hôm 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi rời tàu mẹ Bollabring, để bắt đầu hành trình thám hiểm xác Titanic. Tuần duyên Mỹ hôm 2 tháng 6 xác nhận con tàu đã bị ép nát dưới đáy biển, khiến 5 người trong khoang thiệt mạng.
các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488m. Lý do Mỹ phản ứng thận trọng với cuộc nổi loạn của Wagner. Không đưa ra bình luận sâu về cuộc nổi loạn của Wagner, chính quyền Tổng thống Biden chọn cách tiếp cận thận trọng để tránh chuốc rắc rối với Nga. Nhìn bề ngoài, cuộc nổi loạn của Wagner ở Nga sẽ tạo thuận lợi cho Ukraine và các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ, bởi nó diễn ra vào thời điểm Kiev đang thúc đẩy chiến dịch phản công được kỳ vọng từ lâu. Tuy nhiên, Mỹ đã phản ứng rất thận trọng với sự kiện này. Trong và sau khi cuộc nổi loạn diễn ra, các quan chức Mỹ đều nói rằng Washington không có bất cứ vai trò gì trong biến cố, khẳng định đây là vấn đề nội bộ của Nga và từ chối bình luận liệu nó có ảnh hưởng tới chiến sự Ukraine hay không. Tổng thống Joe Biden cũng thể hiện thái độ thận trọng tương tự. Ông Biden ngày 26 tháng 6 nói với phóng viên rằng Mỹ và NATO không liên quan tới cuộc nổi loạn ở Nga. Tổng thống Mỹ cho hay ông đã trao đổi trực tuyến với các đồng minh cuối tuần qua và họ đều nhất trí rằng họ không được phép có những phát biểu, hành động có thể khiến Nga có cái cớ để đổ lỗi cho phương Tây. Tổng thống Biden và quan chức chính quyền Mỹ cũng từ chối đưa ra đánh giá về cuộc nổi loạn của Wagner có thể tác động thế nào tới chiến sự Ukraine, cũng như ông Trùm Zeni Rigozin hay với chính nước Nga. Vẫn còn quá sớm để kết luận những việc này sẽ đi đến đâu, Tổng thống Biden nói. Tổng thống Vladimir Putin trong bình luận công khai đầu tiên về sự việc cuối tuần qua nói rằng các kẻ thù của Nga hy vọng cuộc đổi loạn có thể chia rẽ và làm suy yếu nước Nga. Song họ đã nhầm. Những phần tử tân phát xít ở Kiev, những bên bảo trợ phương Tây và nhiều kẻ phản quốc khác. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga đang điều tra liệu cơ quan tình báo phương Tây có liên quan tới cuộc nổi loạn của Rigozhin hay không. Trong ngày 24 tháng 6, khi các tay súng Wagner hướng về Moscow, các nhà ngoại giao Mỹ đã liên lạc với những người đồng cấp Nga để nhấn mạnh Washington xem đây là vấn đề nội bộ của Moscow. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller, Michael McCall, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, nơi Tổng thống Putin từng nhiều lần cáo buộc Mỹ bí mật can dự vào sự kiện biến động trên thế giới, trong đó có các phong trào biểu tình ở các nước Cộng hòa từng thuộc Liên Xô. Giờ đây, Mỹ và NATO không muốn đổ lỗi cho nỗ lực gây bất ổn nào đó ở Nga, ông Paul nói. Căng thẳng giữa Trùm Wagner Rigozhin và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga đã không ngừng leo thang trong suốt xung đột Ukraine và châm ngòi cho cuộc nổi loạn ngày 24 tháng 6. Ông Rigozhin đã điều hàng nghìn tay súng từ chiến trường Ukraine vào tỉnh Rostov, kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam ở thành phố Rostov-on-Don. Một mũi khác của Wagner tiến quân về thủ đô Moscow, trong khi Rigozhin đòi phế trước Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, điều mà Điện Kremlin bác bỏ. Chúng tôi phải đảm bảo rằng không để Nga có lý do đổ lỗi cho phương Tây hay NATO. Chúng tôi đã nói rõ ràng không liên quan và không làm gì với cuộc nổi loạn đó, ông nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là một bản tin khá là thú vị và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và để biết được bản tin thứ 5 thú vị, hấp dẫn cũng như hay như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu bản tin thứ 5 ngay luôn nha. Nhiệm vụ tuyệt mật giúp chuyên gia Mỹ tìm ra xác tàu Titanic. Cuộc tìm kiếm xác tàu Titanic năm 1985 gắn liền với một nhiệm vụ tuyệt mật của Hải quân Mỹ liên quan đến tàu ngầm hạt nhân. Vào thời điểm nhà hải dương học Robert Pollan tìm thấy xác Titanic năm 1985, thế giới tưởng rằng khi đó chỉ có nhiệm vụ là tìm ra tàn tích của con tàu chở khách khổng lồ chìm dưới đáy Đại Tây Dương năm 1912 do đâm vào tảng băng trôi khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Đến năm 2008, sự thật phức tạp hơn về cuộc tìm kiếm mới được hé lộ. Pollan vốn được Hải quân Mỹ giao nhiệm vụ tuyệt mật là điều tra số phận hai tàu ngầm hạt nhân bị chìm. Vụ chìm tàu Titanic năm 1912 đã gây chấn động toàn thế giới, khiến hàng trăm bài hát, hàng chục cuốn sách và một phim ra đời với chủ đề liên quan đến thảm kịch này. Nó cũng khiến quy định hàng hải thế giới phải thay đổi. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tìm kiếm xác con tàu, như với độ sâu đại dương, điều kiện môi trường khắc nghiệt và những báo cáo mâu thuẫn về vị trí khiến mọi cố gắng đều thất bại. Pollan, sinh năm 1912, đã đam mê đại dương từ khi còn nhỏ. Ông đang học tiến sĩ về địa chất biển tại Đại học Nam California vào năm 1967 thì được gọi nhập ngũ. Theo yêu cầu của Pollan, ông đã được chuyển từ lục quân sang hải quân với tư cách nhà hải dương học. Hải quân chỉ định ông làm liên lạc giữa văn phòng nghiên cứu hải quân Viện Hải dương học Wood Hope ở Massachusetts. Công việc đã khiến ông quan tâm đến những vụ đắm tàu và ông muốn tìm ra xác tàu Titanic.
Năm 1982, Pearland tiếp cận các quan chức quân đội Mỹ để yêu cầu họ tài trợ cho công nghệ lặn của ông nhằm tìm kiếm tàu Titanic. Ông giới thiệu với họ về Agro, robot dưới nước sâu do ông phát triển. Agro là tàu lặn không người lái trang bị sonar dài 4,6 mét, rộng hơn 1 mét và cao hơn 1 mét, có khả năng hoạt động ở độ sâu 6.000 mét. Nó có một dải camera nhìn về phía trước và phía dưới, cùng hệ thống đèn để chiếu sáng đáy đại dương. Camera của nó có thể ghi hình góc rộng và phóng to để xem chi tiết. Mặc dù tàu Titanic đã bị gãy làm đôi nhưng mũi tàu vẫn đứng thẳng. Một cửa sổ bị mất hé lộ không gian bên trong, nơi từng có một cầu thang trang trí công phu. Đáy đại dương rải rác những chiếc đĩa sứ, đồ nội thất và một chai champagne chưa mở. Đèn chùm vẫn treo trên trần tàu. Cảnh tượng giống như một ngôi nhà bị ma ám, Pearland mô tả. Hầu hết mọi thứ còn nguyên vẹn, với rất nhiều đôi giày còn sót lại là dấu hiệu duy nhất của những người đã thiệt mạng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ trong thời gian vừa qua, thì sẽ mong được nhiều hơn nữa cả nhà cũng như khán giả ủng hộ mình trong thời gian tới nha. Và bây giờ thì tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.